ýì thiên ngày một trăm bảy tư hãy nghe và nhắc lại cách nói phải tìm người hỏi đường rồi tể trào rến quên lũ trào trào 找人问ụ了。bây giờ hãy nhắc lại các từ sau bằng tiếng chung gần nhà mình。我家附近 nếu 如果 đã là bạn bè。既然是朋友。 đồ uống, yến pìn, giá cả lại khá hợp lý, giá cả bí chào hợp lý, hợp khẩu vị, hợp khẩu vị, lợi hại vậy á, mới lợi hại, xem tình hình đi hà alo vui sẽ đúng giờ mà sẽ准时的 học sinh xuyến quả quả thực cực kỳ tốt效果确实非常好 hiểu rất ít. Tùng đơ khấn Mình hiểu rõ. Ủa Lúc nào cũng hoan nghênh. .随时欢迎. Đã năm rưỡi rồi. Đi ngay.

mấy chuyện của chắc là có không ít in gai dấu xào bà đi vào bên trong đó xem xem chuyến là lý miền khản khản tìm người hỏi đường rấn quần lũ